Kính thưa tất cả quý vị, và để nối tiếp chương trình, con kính mời quý vị cùng gặp gỡ trở lại với một vị khách mời tiếp theo. Chị sở hữu một giọng ca vô cùng ngọt ngào, và trong những năm vừa qua, trên kênh YouTube cũng như trang mạng xã hội, với những ca khúc thánh ca ngọt ngào của chị, với lời ca của chị cất lên để ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa, ca ngợi mẹ Maria, mẹ giáo hội, chị có nhiều cái lượt like thật là lớn, thật là kinh khủng khiếp. Con nghĩ rằng là đây cũng là một quà tặng mà Chúa đã ban xuống cho làng thánh ca Việt Nam. Vâng, ngay bây giờ con mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời này và cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng mang nhan đề Tạ ơn lòng Chúa xót thương. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Thanh Hoài đến từ giáo phận Vinh cùng tốp múa trong ca khúc này. Xin cảm ơn quý vị. Mà thấm thía sâu lắng trong lòng.
biết ơn Ngài. Trân trọng cảm ơn nữ ca sĩ Thanh Hoài, là một người con của giáo phận Vinh, cùng Tốp Múa đã cùng kết hợp một ca khúc rất tuyệt vời, Tạ ơn lòng Chúa xót thương, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng.